thế đối đầu sít sao chưa từng thấy giữa ông Trump và bà Harris. Tăng tốc trong trận nước rút. Ông Trump tiết lộ sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên. Thế đối đầu sít sao chưa từng thấy giữa Trump và Harris. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vào Nhà Trắng đang trong giai đoạn nước rút. Hai ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Kamala Harris của Đảng Dân Chủ đang tập trung vào 7 bang chiến trường gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Các bang này sẽ định đoạt kết quả bầu cử, bởi những khu vực khác đều đã nghiêng rõ rệt về phía Đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Hàng loạt các cuộc thăm dò, khảo sát dư luận trong chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử cho thấy tình thế sít sao chưa từng có tại các bang chiến trường, tạo nên một tình thế rất khó lường cho cuộc bầu cử năm nay. Kết quả thăm dò của Washington Post tại 7 bang chiến trường cho thấy, trong nhóm cử tri đã đăng ký, ông Trump và bà Harris đều có tỷ lệ chắc chắn ủng hộ là 37%, nghiêng về là 10%. Trong nhóm cử tri tiềm năng, tổng hai tỷ lệ của hai ứng viên Cộng hòa và Dân chủ đều là 48%. Thăm dò được thực hiện từ ngày 30 tháng 9 đến 15 tháng 10 với 5.016 cử tri đã đăng ký tại 7 bang chiến trường, sai số 1,7%. Thăm dò còn xác định nhóm cử tri then chốt, những người chưa quyết định sẽ bầu cho bên nào, có quy mô đáng kể và sẽ là yếu tố khó lường nhất trong bầu cử năm nay. Thắng bại tại các bang chiến trường có thể được phân định với chênh lệch sít sao. Lựa chọn của nhóm then chốt có thể tác động đến kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử năm nay. Khảo sát tại 7 bang chiến trường được công bố hôm 23 tháng 10 của Bloomberg News Morning Consult cũng cho thấy kết quả tương tự, khi tỷ lệ ủng hộ bà Harris là 49,1%, cao hơn một chút so với 48,5% của ông Trump, nhưng đều nằm trong phạm vi sai số của khảo sát. Kết quả thăm dò của Washington Post cũng cho thấy quan điểm của nhóm cử tri đã đăng ký có sự thay đổi với khảo sát thực hiện hồi tháng 5. Tỷ lệ chắc chắn ủng hộ một trong hai ứng viên đã tăng từ 58% lên 74%. Trong số cử tri tiềm năng, 21% nói họ không hoàn toàn ủng hộ Trump hay Harris. Ông Trump từng dẫn trước bà Harris 6% ở Arizona, nhưng đến sát ngày bầu cử, tỷ lệ này đã giảm xuống. Theo Bloomberg News và Morning Consult, tỷ lệ ủng hộ của bà Harris ở bang này là 49,1%, còn ông Trump là 48,8%. Tại Bắc Carolina, ông Trump tuần trước dẫn trước bà Harris 4%, nhưng khoảng cách hiện còn xuống 1,1%. Ưu thế dẫn trước của ông Trump tại Georgia chỉ là 1,5%. Bà Harris nhỉnh hơn ông Trump tại 3 bang chiến trường miền Bắc là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, nhưng chênh lệch đều nằm trong biên độ sai số. Tại Nevada, hai ứng cử viên hòa nhau trong hầu hết các nhóm cử tri. Bà Harris hơn ông Trump 3% trong nhóm đã đăng ký bỏ phiếu. 6% cử tri đã đăng ký không chọn ông Trump hoặc bà Harris. Hầu hết phản hồi rằng nếu lá phiếu chỉ có hai lựa chọn, họ khả năng không bỏ phiếu. Nhóm cử tri này thường là những người trẻ tuổi, da màu và nhận là mình độc lập. Trong nhóm từng tham gia một trong hai mùa bầu cử gần đây nhất, 78% nói chắc chắn sẽ tham gia bầu cử năm nay hoặc đã bỏ phiếu. Ông Trump và bà Harris nhận sự ủng hộ gần như bằng nhau ở nhóm này, lần lượt là 47% và 46%. Trong nhóm cử tri tham gia cả hai mùa bầu cử năm 2016-2020, 49% lựa chọn bà Harris và 47% lựa chọn ông Trump. Thăm dò còn cho thấy ông Trump và bà Harris phụ thuộc vào nhóm cử tri nửa vời. Hai nhóm cử tri thu hút đáng kể sự chú ý trong mùa bầu cử năm nay đó là người Mỹ gốc Latin và gốc Phi. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ có lợi thế đáng kể so với đối thủ trong hai nhóm cử tri này, dù tỷ lệ ủng hộ bà Harris chưa cao bằng so với ông Joe Biden khi đối đầu ông Trump năm 2020. Nhiều cử tri vẫn chưa quyết định bỏ phiếu cho ai vì muốn nghe thêm về chính sách của bà Harris và Trump. Về giới tính, bà Harris dẫn trước ông Trump 7% trong nhóm cử tri nữ. Ông Trump giữ khoảng cách tương tự trong nhóm cử tri nam, chênh lệch thể hiện rõ nhất ở nhóm dưới 30 tuổi. Tỷ lệ cử tri da trắng có bằng đại học ủng hộ bà Harris và ông Trump là 50%, 45%. Nhóm không có bằng cấp ủng hộ ông Trump với tỷ lệ 21. Ông Trump và bà Harris cùng hai ứng viên cấp phó lần lượt là J.D. Vance và Tim Walz đều đang dồn nguồn lực để cạnh tranh tại những bang chiến trường. Cuộc đua không thể đoán trước. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang ngày càng tiến gần hơn đến giờ dê, khoảng cách giữa hai ứng cử viên là Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang cực kỳ sít sao trong các cuộc thăm dò trước bầu cử. Về cơ bản, các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy cuộc đua hầu như không thể đoán trước được trong vòng 2 tuần trước ngày bầu cử 5 tháng 11. Nếu như trong tháng 9,
Các thăm dò cho thấy khả năng 48% số cử tri sẽ bầu cho bà Harris và 47% cho ông Trump. Thì giờ đây, tỷ lệ này là ngang nhau trong kết quả thăm dò mới nhất. Còn cuộc thăm dò do New York Times và Siena Collect thực hiện trong cùng khoảng thời gian cũng cho ra kết quả khi cả hai ứng cử viên đều có khả năng nhận được 48% số phiếu bầu. Cuộc thăm dò được nhiều chuyên gia coi là chính xác nhất, cho thấy cuộc đua có vẻ căng thẳng đến phút cuối cùng. So với cựu ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ trong hai năm 2016 và 2020, hiện bà Harris đang làm không tốt bằng. Ở cùng thời điểm trước ngày bầu cử, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và ông Biden dẫn trước ông Trump với khoảng cách lớn hơn nhiều, lần lượt trong các năm 2016-2020. Bà Clinton dẫn trước 6,1% trên toàn quốc, còn ông Biden dẫn trước tới 9%. Do đó, những người ủng hộ Đảng Dân Chủ đang có vẻ lo lắng về diễn biến bầu cử trong 10 ngày tới đây. Tuy nhiên, nhìn ở khía cạnh từng tiểu bang thì không phải 50 tiểu bang của Mỹ đều chứng kiến cuộc cạnh tranh sát sao như vậy. Hơn 40 tiểu bang của Mỹ hiện có khuynh hướng rõ ràng là sẽ bầu cho ai. Chỉ có 7 bang chiến trường được coi là sẽ quyết định kết quả bầu cử. Theo trang phân tích bầu cử 538 nổi tiếng của chuyên gia thăm dò bầu cử Ned Silver, bà Harris đang dẫn trước khoảng cách xích sao ở Michigan, Nevada và Wisconsin, trong khi ông Trump dẫn trước ở Arizona, Georgia, Bắc Carolina và Pennsylvania. Trong tuần qua, các chiến dịch tranh cử của hai bên đã sử dụng những chiến lược riêng để thu hút các cử tri còn dao động. Bà Harris tiếp tục gây ấn tượng với giới truyền thông bằng cuộc phỏng vấn trực tiếp với đài NBC và đẩy mạnh tấn công ông Trump trên tờ Atlantic và New York Times. Trong khi đó, ông Trump hầu như tránh xa phương tiện truyền thông chính thống lớn trong tuần qua. Vào ngày 25 tháng 10, cả hai ứng cử viên đều đã có mặt tại tiểu bang Texas, giáp biên giới với Mexico. Trong khi ông Trump nhấn mạnh đến an ninh biên giới tại cuộc vận động ở thành phố Austin, thì bà Harris tổ chức sự kiện ở thành phố Houston để nêu bật quyền sinh sản của phụ nữ với sự tham gia của ca sĩ Beyoncé. Các tỷ phú tính toán chọn bên. Cũng trong ngày 25 tháng 10, chuyên gia Ned Silver thông báo, mô hình bầu cử của ông cho thấy khuynh hướng đang chuyển sang ủng hộ Trump và mang lại cho ông ấy tỷ lệ dự báo chiến thắng cao nhất kể từ tháng 8. Mô hình cập nhật tỷ lệ khả năng bỏ phiếu mạnh mẽ dành cho ông Trump ở các bang chiến trường quan trọng như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Hiện tại, mô hình này dự báo ông Trump có cơ hội thắng cử là 53,1%. Trong khi đó, bà Harris được lòng giới tỷ phú Mỹ hơn. Theo tạp chí Forbes, cho đến nay có 81 tỷ phú ủng hộ bà Harris và chỉ có 52 tỷ phú ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump lại có được sự ủng hộ từ người giàu nhất thế giới là Elon Musk. Mặc dù bà Harris được cho là sẽ đánh thuế cao hơn vào giới siêu giàu, nhưng trong tháng trước, hơn chục tỷ phú đã ký vào lá đơn ủng hộ bà Harris. Họ tin rằng bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách công bằng và có thể dự đoán được để hỗ trợ pháp quyền, sự ổn định và môi trường kinh doanh lành mạnh. Dù vậy, cũng có nhiều tỷ phú chọn theo dõi cuộc đua từ bên lề và tránh ủng hộ công khai ứng cử viên nào, như ông Warren Buffett, Mark Zuckerberg và cả Jeff Bezos, ông chủ trang Amazon cùng hai tờ báo là Los Angeles Times và Washington Post. Trong tuần qua, ban biên tập của hai tờ báo đã đưa ra thông báo sẽ không bày tỏ sự ủng hộ với bất cứ ứng cử viên tổng thống nào trong cuộc đua năm nay và cũng sẽ tránh làm như vậy trong tương lai, bất chấp truyền thống đã làm như vậy kéo dài hàng thập niên của họ. Điều này dẫn đến sự chỉ trích của nhiều tờ báo khác về quyết định của hai tờ báo này trong việc phục vụ và định hướng công chúng. Trong khi đó, tờ New York Times đã ủng hộ bà Harris vào ngày 30 tháng 9, còn New York Post do tỷ phú Murdoch sở hữu đã ủng hộ ông Trump. Nhiều người đã liên kết quyết định không ủng hộ ai ra vẻ trung lập của Los Angeles Times và Washington Post với những phi vụ làm ăn của Amazon cùng ông chủ Jeff Bezos với chính phủ Mỹ dưới thời ông Trump làm tổng thống. Cuộc đua quá xích sao khiến giới làm ăn có tiền ở Mỹ cũng phải thận trọng, tránh há miệng mà quải. Ông Trump nhận tín hiệu khả quan, tăng tốc trong trận đua nước rút. Kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris gần như ngang bằng nhau về tỷ lệ ủng hộ. Hãng tin Wall Street Journal ngày 23 tháng 10 công bố kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump dẫn trước đối thủ từ Đảng Dân chủ Kamala Harris 2% về tỷ lệ ủng hộ. Kết quả cho thấy ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa dẫn trước một chút trong phạm vi sai số của cuộc thăm dò dư luận. Trong cuộc thăm dò mới nhất, 42% cử tri được hỏi cho biết bà Harris là phó tổng thống hoàn thành tốt công việc, mức thấp nhất kể từ tháng 7. Ngược lại, phần thể hiện của ông Trump trên cương vị tổng thống được 52% người tham gia khảo sát tán thành. Wall Street Journal đề xuất một số yếu tố có thể giúp cán cân nghiêng về một trong hai ứng cử viên tổng thống. Những nam thanh niên, những người có xu hướng đứng về phía ông Trump, có thể không sẵn sàng đến các điểm bỏ phiếu như những phụ nữ trẻ, những người ủng hộ bà Harris nhiều hơn. Một yếu tố khác cần cân nhắc tới là các quy định ở một số bang chiến trường, bao gồm Michigan, Wisconsin và Nevada,
cho phép đăng ký vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11. Wall Street Journal cho biết những cử tri như vậy không được phản ánh trong mẫu thăm dò. Wall Street Journal đã khảo sát 1.500 cử tri từ ngày 19 tới 22 tháng 10. Người Mỹ coi ông Trump là ứng viên sáng giá hơn để quản lý nền kinh tế, mặc dù so với bà Harris, cựu tổng thống được coi là người cực đoan và nguy hiểm hơn cho nước Mỹ. Cả hai ứng viên đều chỉ trích đối thủ là người quá cực đoan để trở thành tổng thống. Bà Harris có quan điểm dẫn đầu mạnh mẽ về vấn đề phá thai, vấn đề được nhiều người coi là lợi thế của Đảng Dân Chủ. Theo cuộc thăm dò mới nhất của Rasmussen Reports thực hiện và công bố hôm 25 tháng 10, ông Trump đang dẫn trước đối thủ 2 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 20 đến 23 tháng 10 với 3.400 người tham gia. Kết quả thăm dò cho thấy, nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào thời điểm này, thì 49% số người được hỏi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump, còn 47% sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. 2% số người tham gia khảo sát nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho một số ứng viên tổng thống khác và 3% chưa quyết định. Cuộc đua vào Nhà Trắng đến nay vẫn khó đoán vì các cuộc khảo sát vẫn có sai số, nghĩa là những điểm thiếu chính xác điển hình trong các cuộc bỏ phiếu có thể làm thay đổi kết quả. Chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên đang trong giai đoạn cao trào khi cả hai đều tập trung nỗ lực để giành được sự ủng hộ của cử tri ở những bang chiến trường. Hiện cả hai ứng cử viên đều bám đuổi sát sao trong cuộc khảo sát trước thềm bầu cử. Theo giới chuyên gia, các bang Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin là những bang chiến trường quyết định kết quả bầu cử. Những bang chiến trường sẽ có vai trò quan trọng cho việc xác định ứng cử viên nào đạt được 270 phiếu đại cử tri quan trọng trong cuộc bầu cử vào đầu tháng 11. Hiện tại, cả ông Trump và bà Harris đều không có lợi thế dẫn đầu rõ ràng ở đủ số bang để đảm bảo chắc thắng. Ông Trump tiết lộ sai lầm lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình podcast cực kỳ nổi tiếng Joe Rogan hôm 25 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được hỏi về nội các của mình và liệu ông có cảm thấy mình đã đưa ra những lựa chọn sai lầm hay không. Ông Trump khẳng định thành công trong nhiệm kỳ của mình, nhưng sau đó thừa nhận đã mắc một số sai lầm trong quá trình lựa chọn các quan chức phục vụ trong chính quyền. Ông nói, sai lầm lớn nhất mà tôi đã mắc phải là chọn một số người mà tôi không nên chọn. Đó là những người tân bảo thủ, những người tồi tệ hoặc những người không trung thành. Cựu Tổng thống sau đó đặc biệt nhắc đến ông John Kelly, cựu tránh văn phòng Nhà Trắng phục vụ lâu nhất của ông, và ông John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia. Cả hai người đều nằm trong số nhiều quan chức đã chỉ trích mạnh mẽ ông Trump. Cuộc phỏng vấn cũng thảo luận về vai trò của các sĩ quan cảnh sát ở Mỹ, việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và ảnh hưởng của vụ ám sát hụt hồi tháng 7 với cuộc sống của cựu Tổng thống và sự mất lòng tin của ông đối với các cuộc thăm dò. Trước đó, chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris được cho là đã đàm phán với nhóm của người dẫn chương trình Rogan về một cuộc phỏng vấn trên podcast, nhưng cuối cùng việc này đã không được thực hiện. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của bà Harris, ông Ian Sam cho biết cuộc phỏng vấn sẽ không diễn ra ngay bây giờ vì lịch trình của giai đoạn này không cho phép. Cùng ngày với cuộc phỏng vấn của ông Trump cũng tại Texas, bà Harris đã có cuộc vận động tranh cử lớn nhất trong chiến dịch của mình. Gần đây, bà đã tham gia các cuộc phỏng vấn trên các chương trình podcast và radio khác nhau. Chương trình podcast của ông Joe Rogan có khoảng 14,5 triệu người nghe mỗi tập. Khán giả của chương trình nghiêng nhiều về nam giới. Đây là thành phần cử tri mà Phó Tổng thống Kamala Harris đang gặp rất nhiều khó khăn để lôi kéo khi ngày bầu cử đang đến gần.